năm 1962, khi Bác Hồ về thăm Đền Hùng, người từng căn dặn Đảng Bộ Chính quyền Nhân dân tỉnh Phú Thọ cần chú ý bảo vệ, trồng thêm hoa, cây cối để Đền Hùng ngày càng trang nghiêm đẹp đẽ, để Đền Hùng thành công viên cho con cháu sau này tham quan. Hơn 60 năm qua, khắc ghi lời dạy đó của bác, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự nỗ lực của toàn thể Đảng Bộ Chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ đền hùng ngày càng được đầu tư xây dựng khang trang, đẹp đẽ, xứng tầm là nơi thờ tự tổ tiên của dân tộc Việt Nam. Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 48-2004-QDTTG ngày 30 tháng 3 năm 2004 về việc phê duyệt quy hoạch phát triển khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đến năm 2015, tỉnh Phú Thọ đã nỗ lực tập trung thực hiện các nhóm dự án thành phần như đầu tư xây dựng tu bổ tôn tạo kiến trúc và nội thất đền thượng, đền trung, đền hạ, đền giếng. Tu bổ tôn tạo chùa Thiên Quang, bảo tháp, gác chuông tại khu vực đền hạ. Cải tạo, nâng cấp đường bậc lên núi Nghĩa Lĩnh, xây dựng hoàn thành đền mẫu tại núi Vạn, đền thờ Lạc Long Quân tại đồi Sim với tổng mức đầu tư khoảng 620 tỷ đồng ngày trước thì đang leo bộ còn bây giờ là xây dựng những cái bờ đá nó rất là đẹp mà cảm nhận của mình là du khách là đầu tiên đến đây là rất là có ấn tượng và mình cũng thấy những cái bậc đá ngày xưa là đi rất khổ nhưng bây giờ đi rất đẹp. Lần đầu tiên em đi về với đất tổ thì em thấy um, khung cảnh ở đây rất là hùng vĩ và um, con người ở đây rất là thân thiện ạ cơ sở vật chất rất là khang, khang trang và sạch sẽ, đường lối để cho khách quan đi lại rất là sạch sẽ và gọn gàng và người dân ở đây cũng hướng dẫn rất là nhiệt tình. Là một trong những dự án quan trọng của khu di tích lịch sử Đền Hùng, khu trung tâm lễ hội có diện tích 174 hecta. Đến nay đã đầu tư và đưa vào sử dụng nhà trưng bày hiện vật thời đại Hùng Vương, sân lễ hội, cảnh quan đồi phân bùng, hồ gồ cong, hồ khuôn mùi, hồ cây sẻn, hồ ngã năm đền diếng bức tranh ngày hội non sông trên đếp tổ và một số công trình hạ tầng khu ngã năm đền diếng đường trục hành lễ nhà đón tiếp khách và nhà làm việc của khu di tích lịch sử đền hùng từ hoàn khu vực cổng trung tâm lễ hội đến di chuyển đến trục hành lễ cũng như lên các đền và quay xuống khu vực ngã năm đền diếng các công trình đều được đã hiện hữu và có cái giá trị sử dụng rất là cao được được vào du khách đánh giá rất là tốt khi về thăm viếng đền hùng các công trình đều được sử dụng vật liệu mang tính chất là bền vững và nó là những cái trường tồn và cũng là những cái điểm nhấn hiện tại các công trình thuộc 7 nhóm dự án thành phần đã được triển khai lập thẩm định và phê duyệt với tổng mức đầu tư trên 7.000 tỷ đồng đặc biệt dự án tu bổ tôn tạo bức phủ điêu bác hồ nói chuyện với cán bộ chiến sĩ đại đoàn quân tiên phong tại ngã năm đền giếng với mức đầu tư trên 50 tỷ đồng do nguồn vốn Bộ Quốc phòng tài trợ và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. Công trình sẽ được khánh thành, đưa vào sử dụng đúng vào dịp dỗ tổ Hùng Vương, lễ hội Đền Hùng năm 2024, đáp ứng lòng mong mỏi của người dân và du khách. Đền Hùng kể từ khi được thành lập là một đơn vị sự nghiệp trực thuộc ban dân tỉnh và đặc biệt là từ khi được Thủ tướng Chính phủ công nhận là di tích quốc gia đặc biệt thì đền hùng đã được quan tâm đầu tư xây dựng và cho đến nay thì các cái hạng mục công trình các cái dự án đầu tư vào đền hùng thì đã đều phát huy hiệu quả và đền hùng thực sự là xứng đáng là di tích quốc gia đặc biệt và với một cái ý nghĩa hết sức là quan trọng khi mà Bác Hồ về thăm đền Hùng để mà xây dựng đền Hùng trở thành công viên thì chúng tôi cũng đã đầu tư tôn tạo và xây dựng các cái vị trí để trồng cây xanh tạo các cái cảnh quan để đón tiếp đồng bào và du khách về thắp hương trên công đức tổ tiên và trong quản lý trong các cái hoạt động thì cho đến nay thì các cái công trình các cái dự án và các cái hạng mục của đền Hùng thì đều phát huy hiệu quả dù còn nhiều việc phải làm nhiều công trình tiếp tục cần sự đầu tư của nhà nước sự đóng góp công đức của các tổ chức nhà hảo tâm và nhân dân nhưng công viên lịch sử văn hóa khu di tích lịch sử đền hùng vùng đất cội nguồn của dân tộc đã trở thành điểm đến của hàng triệu người con đất việt từ khắp mọi miền và du khách quốc tế xứng đáng với lời căn dặn lịch sử các vua hùng đã có công dựng nước bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước